Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn đến với Bica Hà Nội Vương Quốc Gầm Cao. Hôm nay chúng tôi đang bán để có thể thanh lý hàng loạt những cái mẫu xe Toyota Fortuner. Cỡ khoảng tầm hơn 30 cái mẫu xe Toyota Fortuner đang có mặt tại siêu thị ô tô Bica Hà Nội các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay vào lúc 20 giờ chúng tôi sẽ có một buổi live stream trực tiếp đăng bán xả kho hơn 70 cái mẫu xe Toyota Fortuner đang có mặt tại BK Hà Nội Vương Quốc Gầm Cao các bác nhé. BK Hà Nội Vương Quốc Gầm Cao. Đây các bác nhìn này. Rất nhiều những cái mẫu xe Toyota Fortuner từ máy dầu 216, 217, 218, máy xăng, rồi máy dầu một cầu số tự động, máy dầu hai cầu số tự động và máy dầu số sàn. Phải nói rằng là nếu mà đơn vị nào có nhiều dòng xe Toyota Fortuner như chúng tôi thì rất là hiếm có. Chúng tôi gần như là một trong những cái đơn vị tự hào là cung cấp những cái dòng xe Toyota Fortuner được đánh giá là số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và bác nào đang có nhu cầu tìm kiếm dòng xe này thì có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965525989 các bác nhá. 0965525989. Các bác thân mến, thì đây là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu máy xăng 2012 các bác nhá, 2012. Đang chào bán mức giá là 485 triệu đồng, giá thì có thể thương lượng được. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe nữa, là mẫu xe Toyota Fortuner ở phiên bản Legender sản xuất năm 2020. Máy dầu các bác nhá, một cầu, biển tỉnh, đi 2,5 vạn, 2020 các bác nhá. Đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 235 triệu đồng, giá thì có thể thương lượng được. Nếu bác nào đang quan tâm đến cho mình một cái mẫu xe nữa, là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu, máy xăng các bác nhá, máy xăng 2014 các bác nhá, 2014 đang chào bán mức giá là 565 triệu đồng các bác nhé, 565 triệu đồng, giá thì có thể thương lượng được. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với lại một cái mẫu xe nữa, là mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng 2012 đi 15 vạn, cũng đang chào bán mức giá là 485 triệu đồng các bác nhé, hơn 400 triệu một tí thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe nữa, là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số tự động sản xuất năm 2020. Đấy, tư nhân một chủ từ đầu, đi 2,1 vạn như mới, đang chào bán mức giá là 1 tỷ 120 triệu đồng. Giá thì có thể thương lượng được sâu. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe nữa, là Toyota Fortuner máy dầu một cầu số tự động sản xuất năm 2019. Một cầu số tự động sản xuất năm 2019 các bác nhá. Con này thì là phong cũ, đang chào bán mức giá là 1 tỷ 025 triệu đồng. Giá thì có thể hỗ trợ được trả góp 70%, chỉ gần 299 triệu đến 388 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe nữa, là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu số sàn sản xuất năm 2019, tư nhân một chủ từ đầu. 2019 tư nhân một chủ từ đầu nhá. Xe số sàn luôn các bác nhá, số sàn. Đang chào bán mức giá là 970 triệu đồng, xe nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc. Chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe được hàng siêu phẩm, hay còn gọi là bản thể thao Sportivo. Hai cầu luôn các bác nhá, hai cầu. Hai cầu sản xuất năm 2014, đang chào bán mức giá là 618 triệu đồng, giá thì có thể thương lượng được sâu. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe nữa, là mẫu xe Toyota Fortuner các bác nhá. Máy dầu số sàn 2019. Rồi ạ, đến mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng. Máy xăng Sportivo 2015 đang chào bán với mức giá 635 triệu đồng, giá thì có thể thương lượng được. Chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe nữa, là mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động sản xuất năm 2017 các bác nhá. 2017 với mức giá khá là hợp lý, đang chào bán với mức giá 828 triệu đồng các bác nhá, 828 triệu đồng các bác nhá. Bác nào đang quan tâm đến những cái dòng xe máy dầu số sàn thì em đang có 216 này, một con 216 mà gọi là mới nhất Việt Nam, bán theo kiểu là bán mua, chúng tôi mua bằng cái cảm giác gọi là mua độc quyền. Toyota Fortuner máy dầu 2016 mới nhất Việt Nam, mới đi được có 8 vạn cây. Đấy, 2016 đi 8 vạn cây, lốp sơ cua chưa hạ, sơn zin 100%. Xe đang chào bán mức giá loanh quanh 7,5 triệu. Chúng ta sẽ đến với lại Toyota Fortuner máy dầu 2017 các bác nhá. 2017, 2019. Đấy, còn rất nhiều những mẫu xe nữa, máy dầu số sàn và Pajero Sport máy dầu số sàn. Bác nào số tự động, bác nào mà có nhu cầu tìm kiếm cho mình một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì hãy ấn like, subscribe kênh, chúng em sẽ dành tặng cho các bác một cái phiếu giảm giá từ 5 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý chị bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, thành công và nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn.